Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách đây khá lâu, khi tôi còn ở Sài Gòn làm phụ tá đặc trách cho huynh đoàn giáo phận Sài Gòn, có một trường hợp, anh đoàn trưởng của một huynh đoàn nhà rất khá giả, con cái xây một cái nhà lầu 2-3 tầng nguy nga tráng lệ. Nhưng mà một hôm trên đường đi tôi bị xì bánh xe, chẳng may chạy qua rồi sau đó nhờ vá dùm thì mới phát hiện: Ủa, sao anh ra cái nông nỗi này mà đi vá xe? Ông bảo: Dạ thưa cha, cái thằng con của con cho nó ăn học, bây giờ nó làm ăn, nó xây cái nhà lầu, con mới phát hiện ra rằng nó làm ăn bất chính. Con khuyên nó, nó bảo rằng: Bố im đi cho con, nhờ cái này mà con mới nuôi bố, bố mới có giờ 3 giờ đi làm thương xót, chiều chiều bố đi đọc kinh, đi sinh hoạt huynh đoàn, bố im đi cho con. Thì ông mới bảo rằng: Tao không thèm cái đồng tiền nhơ bẩn của mày. Và cuối cùng ông lấy một cái túi bỏ đúng một bộ đồ đi ra ngoài, sống ở vỉa hè, bán vé số, rồi sau đó sửa xe, vá xe, bơm xe, đủ sống qua ngày. Rồi ở cái vỉa hè một cái nhà của một cái phố. Thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy đem lại sự chia rẽ giữa cha con. Tại sao phải chia rẽ? Bởi vì người cha muốn giữ được cái lời của tin mừng. Người cha muốn sống cái giá trị đạo đức của xã hội. Người cha muốn là một người cha, người ông trong một gia đình trong sạch. Nhưng vì con cái tham lam của cải, nhưng vì con cái làm ăn bất chính, cho nên cha con đã chia rẽ. Lời Chúa ở trong gia đình đã làm cho những kẻ tham mê tiền bạc mà bỏ mất lời Chúa. Bởi vì làm ăn, người ta làm ăn gian dối. Bởi vì làm ăn mà người ta quên mất
phải làm cái nghĩa vụ đời sống tâm linh là đi dự, đi dâng thánh lễ hàng tuần hay ít là ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Và họ lấy lễ lẽ rằng nếu mà con đi lễ thì con bị mất cái mối này, nếu mà con đi lễ thì con thế này thế kia. Và cuối cùng giữa cha mẹ con cái bị chia rẽ bởi vì hục hặc với nhau, mày không chịu đi lễ, mày cứ đi nhậu, rồi cha con xích mích. Đó là điều đau lòng trong các gia đình. Thế nhưng mà Chúa Giêsu lại cho chúng ta những cái bài học khác. Đó là bài học mà ngày hôm qua tôi đã có dịp nói với anh chị em. Nếu muốn có những hoa trái của tình thương thì ngay từ bây giờ chúng ta phải gieo hạt tình thương. Nếu muốn cho con cái sau này chúng ta gặt hái được hoa quả của sự đạo đức thì ngay lúc này chúng ta phải gieo những hạt đạo đức. Có nghĩa là làm sao? Đi nhà thờ trong này còn rộng chỗ, tại sao mình không vào? Tại sao không đưa con cái nhắc nhở cho nó vào mà mình ngồi ở ngoài, rồi con cái mình cũng để ở ngoài? 10 năm sau, con cái nó cũng vẫn ngồi ở ngoài. Rồi 10 năm sau mình chết đi, nó có nhớ cái linh hồn tên thánh của mình là gì để nó xin lễ không? Lúc bấy giờ mình oán trách con cái bất hiếu, nhưng mà tại vì mình đã gieo những cái hạt bất hiếu đó ngay từ đầu, không dẫn nó vào trong nhà thờ, cái ngày dỗ ông bà tổ tiên mình không cho nó biết ông bà tên thánh gì, hôm nay dỗ làm sao, cần phải đọc kinh gia đình thế nào, không có. Và tới khi mình chết rồi, nó cũng chẳng biết tên thánh linh hồn của mình tên gì nữa cơ. Đó là cái sự chia rẽ gươm giáo của tin mừng mà hôm nay Chúa Giêsu đang nói đến ngay trong gia đình của chúng ta. Chính vì vậy, bài tin mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta tỉnh táo hơn, nhắc nhở cho chúng ta gieo những hạt giống ngay từ bây giờ, để mai kia chúng ta có thể có những hạt 160 và 30. Chúng ta hãy làm cho gia đình của chúng ta trở nên thửa đất tốt. Chúng ta hãy làm cho con cái của chúng ta là những hạt giống để có thể sinh hoa kết quả tốt đẹp.